thống nhất với nhau là sẽ hát bài Du Đời Ghi Nhé. Nhạc tông này thì có thể nói rằng là chưa phải là nhạc tông chuyên nghiệp mà cũng không phải là đẹp hay, còn xa nữa thì mới có thể nói là hay, nhưng mà cũng nhiệt tình. Bởi vì quý vị có biết là xa không? Tức là cứ khoảng độ 10 rưỡi 11 giờ sau khi mà hai con của cậu tớ đi ngủ thì bắt đầu lôi đàn ra và vừa đánh vừa hát, nên được cậu là rất là nhiệt tình. Xin quý vị một tràng pháo tay. Thank you.